Dạ tất cả mọi người, mình chỉ bên này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tô vị quả táo này. Đây, ba quả táo này nhìn rất là ngon, rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì mình cùng bắt đầu tô nè. Ok. Rồi. Và nhìn quả táo này thì chắc là mình sẽ tô nó bằng tím nhá. Đây, màu tím. Màu đẹp. Ok rồi, mà phần cuối cùng thì mình sẽ tô cái phần, những cái phần lá cái này sẽ làm màu xanh nhé, đây. Và phần cuối cùng thì mình sẽ tô cái phần quả táo phía trên góc này nha mọi người, đây. Bây giờ thì mình sẽ phải tô viền lại các bức hình tạo này cho nó đều. Ok, rồi nha. Và như vậy là mình đã hoàn tất tô xong về bức tranh về cái bụng quả táo tím này, đây nhìn rất là ngon luôn, có những cái cành hoa lá màu xanh lá nhé. Và mình xin phép kết thúc video tại đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ là sắp đã đến buổi chiều ngày hôm nay. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.